Tục với phần heo đẻ các bạn. Sáng nay thì con heo này nó chuẩn bị đẻ nè các bạn. Bây giờ là nó đã dở nước ối rồi nè. Đó, quay cận cảnh lại cho các bạn xem nha. Nước ối có phân su rồi đó. Con heo này nó cắn ổ hồi đêm hôm tới giờ rồi, nhưng mà nó cắn ổ cũng không có gọi là quá nữa các bạn. Nó chỉ vừa vừa thôi, rồi xong rồi nó ngủ. Rồi mình để lên tới sáng luôn. Sáng nay mình vệ sinh phân đồ xong bên nái chân, mình chưa dội chuồng nữa. À, bây giờ nó dở nước ối rồi thì lại nó đẻ xong thì mình sẽ vệ sinh chuồng luôn nha. Rồi nó đẻ ra thì mình sẽ cập nhật cho các bạn xem. Con này dở nước ối rồi, trong vòng khoảng 5 phút là nó ra. Con này là con heo gạ. Các bạn nhìn bụng nó nè. Hồi cái con này các bạn mình có thể đoán là có một số con nó bị khô thai các bạn. Là hồi lúc nó mang bầu tầm 2 tháng mấy á, mình thấy cái bụng rất là to luôn. Nhưng mà lúc về dần đẻ này nè, mình thấy cái bụng nó hơi tốt lại nha. Cái con này hồi lứa rồi á các bạn là nó đẻ 20 con đó các bạn. Con này là heo ba máu nè. Hồi lứa rồi và các bạn nhớ không, chắc là hồi lứa rồi, hồi đợt mưa nhiều á là nó nằm cái sàn này nè, là nó đẻ 20 con mà nó ngọt với nó khô thai mấy con á là nó còn 10 17 con á. Này cái con này nè, con này là con đẻ hết ba máu rồi, con đầu tiên ra nè các bạn ơi. Đó, cái con heo này á là mình phải đưa tay vô là mình hỗ trợ đó nó mới ra được các bạn. Tại vì con heo này á, là cái xương chậu nó không có nở hung, với cái đường đẻ của nó các bạn là nó hơi bó lại, nó hơi nhỏ lắm, nó không có được rộng đâu đó. Nên các bạn lưu ý sử dụng cái oxytocin, người ta hướng dẫn các bạn đẻ ra một con vậy đó thì các bạn chích oxytocin, nhưng mà cái con này là cái xương chậu nó hẹp rồi, cái đường đẻ nó cũng hẹp luôn, rồi các bạn chích oxytocin rồi lỡ mà nó giống như con của mình nè, là các bạn không biết can thiệp là nó chơi nó đẩy xuống là nó sẽ ngợp nha. Các bạn lưu ý về vấn đề là chích cái oxytocin. Mình khuyên các bạn á là heo của các bạn, ví dụ như các bạn đón tầm 13 14 con thì tầm chừng 9 con 10 con hay là từ 8 đến 10 con thì các bạn hãy chích oxytocin, các bạn đừng có gấp mà chích sớm. Để mình cho các bạn xem lúc mà mình lùa con nái lên sàn nha. Con nái này thì lên cũng tương đối dễ các bạn. Heo này á các bạn là cái xương chậu nó hẹp với cái đường đẻ nó nhỏ quá các bạn, chắc mình phải can thiệp thôi. Nãy giờ nó đẻ ra một con rồi mà lâu quá, nó gần 4-5 cái rồi, nãy giờ khoảng hơn nửa tiếng rồi mà nó chưa ra, thì bây giờ mình sẽ can thiệp, mình sẽ kiểm tra coi là heo con nó đi tới đâu rồi nha. Đây là con thứ hai mình mới vừa hỗ trợ cho nó ra xong nè các bạn, nó cũng vừa vừa chứ nó không to không bé đâu. Con thứ hai này nhỏ hơn con thứ nhất nha. Đó, cái con đang đi, cái con đang nằm á là cái con thứ hai đó, mà bụng nó còn to lắm. Rồi một tí nữa thì mình sẽ cập nhật tình hình cho các bạn xem thêm nha. Coi nè, nằm một dãy luôn, mai thiến mấy con này nè, bên đây nữa. Đây là con thứ ba nè các bạn, nãy giờ mình đợi gần cỡ tiếng rồi đó. Con này là xương chậu hẹp, đường đẻ hẹp và nó kẹt lại ngay trên cái ổ đẻ các bạn, nó không gặn ra được. Chỗ đó giống như là một cái trứng hộp vịt lộn vậy đó, mà cái ổ đẻ của nó là phẳng giữa trứng mà nó kẹt, nó đưa cái đầu nó vô ngay chân chỗ mà các bạn đập cái hộp vịt mà để các bạn ăn á. Mà cái này là nó đưa, đường đẻ của nó ra là giữa trứng. Nó kẹt lại như vậy đó các bạn, nó không có đẩy ra được. Nãy giờ là mình móc cái con thứ nhất nè, con thứ hai, con thứ ba. Con này luôn là ba con rồi, còn ở trong một con nữa. Bây giờ mình kéo con này ra xong là bắt đầu mà là mình đưa tay vô mình can thiệp, mình kéo con kế tiếp ra luôn nha. Đó, các bạn lưu ý vấn đề này nha. Cái con này là lứa thứ năm rồi nè, chứ không phải là lứa một lứa hai đâu các bạn. Mà cái xương chậu nó hẹp, rồi đường đẻ nó hẹp, rồi nó kẹt cái chân chỗ cái đường, cái co giống cái co ống nước nó đẻ ra
là nó kẹt ở đó luôn. Nó các bạn mới lưu ý vấn đề này nha, các bạn đừng có nghe thú y hướng dẫn mà đẻ xong một con hai con mà chích oxytocin nha. Trường hợp mà gặp khó như mình á là các bạn không biết xử lý là heo nó ngợp nha các bạn. Các bạn lưu ý vấn đề này nha. Rồi để mình xử lý con này xong đi rồi mình móc cái con kế tiếp ra nữa. Rồi tiếp theo là cái con thứ tư nè các bạn. Con thứ tư này nhỏ xíu luôn. Nó kẹt nó không ra được ngay chân chỗ cái co đẻ của nó các bạn. Rồi để mình lau chùi hai con này đi rồi đợi một tí, nếu mà nó gặn nữa thì mình sẽ kiểm tra xem nha. Ở đây là hai con mình mới vừa can thiệp, mình kéo nó ra xong nè. Trong đây hai con nữa là bốn con. Rồi mình buộc rúng, mình cắt rúng hai con này rồi mình để chung với anh chị em của nó. Cái con heo này đẻ heo con nhỏ các bạn, khả năng là đẻ nhiều lắm. Con này đẻ 14 15 con là chuyện bình thường các bạn. Bụng này 14 15 là chuyện khỏe nha. Đó, hiện tại bây giờ là 4 con mà bụng còn to lắm. Con heo mình nãy giờ nó đẻ được 4 con các bạn. Thì mình sẽ tiêm cho nó một mũi hạ sốt nha. Ở đây con heo này chắc hơn 200kg xíu. Ở đây mình sẽ tiêm cho nó khoảng 17C hạ sốt. Đối với trường hợp mà con heo mà các bạn không can thiệp hoặc là can thiệp thì các bạn cũng phải tiêm hạ sốt cho nó. Nó đẻ ra tầm chừng 3-4 con thì các bạn tiêm cho nó một mũi hạ sốt. Rồi đến nó đẻ xong, nếu mà nó bình thường thì mình không cần tiêm nữa. Còn đối với trường hợp mà con heo can thiệp giống như con heo này á, bây giờ mình sẽ tiêm một mũi hạ sốt. Rồi đến khi mà nó đẻ gần xong hoặc là đẻ xong mình sẽ tiêm cho nó mũi hạ sốt nữa. Thì những con heo này á, là chắc cú là nó mình đưa tay vô thì nó sẽ có bị xước và nó sẽ hành con heo ớn lạnh và dẫn đến sốt nha các bạn. Nên mình tiêm trước, mình phòng ngừa nó luôn, mình vừa điều trị mình vừa phòng ngừa luôn nha. Con heo này nó mới vừa đẻ ra nè các bạn. Rồi mình thấy cái con kế tiếp nữa nó lòi cái giò ra rồi, bây giờ nó thụt vô là hai con này nó ra chung một lượt luôn nè. Rồi con thứ năm, con thứ sáu ra luôn các bạn ơi. Con thứ năm trong bọc các bạn ơi, con thứ sáu trong bọc luôn. Đó, con thứ sáu trong bọc đều, hèn chi nãy giờ nó kẹt nó ra không nổi các bạn. Rồi heo mình hiện tại là được 6 con các bạn. Các bạn nhìn thấy không, nó một cỡ, hai con này một cỡ gôi gôi với nhau nè. Con này con thứ 5, con này con thứ 6 nè. Đó, con bên đây là con thứ 5, con bên đó là con thứ 6 nha. Rồi mình để mình lau chùi cắt rúng hai con này á, thì một chút nữa mình cập nhật cho các bạn xem thêm. 6 con rồi, trong đây 4 con nè, nó cũng gôi gôi bằng nhau à, chứ nó không có nhỏ trên lệch gì nhiều chứ á. Con này nó đẻ heo nhỏ tức là nó đẻ nhiều con nha các bạn. Đó, con này lứa trước là đẻ 20 con nha. Rồi con thứ bảy nè các bạn ơi, con thứ bảy ra nè, nó ra đầu trước nha. Nó nhỏ mà nó ra chậm các bạn, để mình tiếp nó, mình kéo nó ra. Rồi con thứ tám ra tiếp luôn kìa các bạn. Cái con thứ bảy này mình chưa có lau chùi xong nữa thì con thứ tám nó ra nữa rồi. Để mình kéo con thứ tám ra luôn. Đây, mình quay cho các bạn xem nè. Đây là con thứ bảy nè, mình chưa có lau chùi buộc rúng xong nữa. Bắt đầu con thứ tám nó ra rồi. Để mình lau chùi buộc rúng hai con này mình bỏ vô, mình sẽ quay cho các bạn xem tiếp nữa nha. Ở trong đây là 6 con nè các bạn. Đó, 3 con, 6 con. Rồi, hiện tại heo mình là 8 con các bạn ơi. Cũng đều đều, gôi gôi với nhau, 8 con mà bụng còn to lắm. Rồi, con thứ 9 ra kìa các bạn ơi. Đó, nó cũng bằng như con thứ 7, con thứ 8 luôn. Để mình lau chùi cho nó nè. Mình định lau chùi chỗ đó xong các bạn. Mình thấy cái đầu nó ra nữa là con thứ 10 luôn rồi nè. Quá nhanh luôn rồi, con thứ 10 luôn rồi. Rồi con thứ 11 ra tới luôn kìa các bạn. Nó ra quá trời, ra luôn liên tục con thứ 11 luôn rồi. Đây mình cho các bạn xem nè, nó ra một lượt, một dọc 5 con luôn. Ra quá trời nhanh luôn, là tổng là 11 con rồi. Ở ngoài này 5 con nè, trong này 6 con nè. Chưa buộc cúng, chưa gì kịp hết trơn. Thấy nó ra liên tục, cái đầu mình canh rồi. Mình không có dám buộc cúng nữa. Sợ nó là mình bị dơ tay, rồi bắt đầu là nó ra gần tới. Rồi mình cái tay mình không kéo được, nên mình giữ cái tay cho sạch. Khi nó ra gần tới, mình thấy gần tới mà nó không ra được là mình sẽ lấy tay mình kéo nó ra tiếp nha. Đó 5 con, 6 con là 11 con. Mình buộc rúng cho mấy con này vô đi, rồi mình xử lý tiếp nữa. Heo này đẻ nhanh, lúc đầu đẻ chậm, lúc sau này đẻ quá nhanh luôn mà bụng vẫn còn to nha. 11 con mà giờ bụng vẫn còn to lắm các bạn. Cái bầy heo con của mình á, mình mới vừa xử lý xong các bạn. Mình buộc rúng, mình cắt rúng, mình lau chùi xong, mình bỏ vô trong đây nè. Đó, tổng đàn là 11 con nè. Mình thấy là có 2 đến 3 con nhỏ nhất trong bầy nha. Hiện tại là 11 con rồi, nó vẫn còn. Con heo này đẻ 15 con là khỏe luôn. Rồi để một tí nữa mình cập nhật cho các bạn xem thêm nữa nha. Rồi con thứ 12 chuẩn bị ra các bạn. Các bạn thấy nó động đậy không? Nó đưa cái chân ra kìa. Rồi để mình tiếp mình kéo nó ra nha.
Đó, con thứ 12 là con bông luôn nha. Con này to các bạn, con này không có nhỏ đâu. Rồi để mình lau chùi con này đi rồi mình cập nhật cho các bạn xem. Cái con heo của mình đó các bạn, là hiện tại bây giờ là nó đã sanh được 12 con rồi. Thì mình cho những con này bú trước nha. Rồi những con sanh sau á thì một tí nữa mình cho nó bú sau. Cái đối với trường hợp mà nó bú như thế này nè, thì cái đàn này đầu tiên mình sẽ cho nó bú no đi, rồi mình sẽ nhốt vô sọt rồi cho nó ngủ. Rồi những con mà đẻ sau á là mình sẽ cho nó bú thiệt là no, rồi xong mình sẽ thả cái tốp đầu này ra, mình sẽ thả chung luôn. Bắt đầu ngày thứ hai bắt đầu là mình sẽ tập cho nó uống sữa. Khi nào mà đàn của mình nó uống một ngày hai bịch sữa đổ lên á thì mình sẽ cho vô nửa nắm gáo tập ăn. Khi mà nó ăn mạnh lên nữa thì mình cho lên một nắm, nắm rưỡi, hai nắm nha. Sữa các bạn lưu ý nha, một bịch sữa là một muỗng amox nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho mấy cái con này nó bú. Mình thả mấy con này ra nha các bạn. Hai nè, bốn nè, sáu nè, tám nè, mười nè, 11, con này nó là 12. Rồi mấy con này á, thì mình cho nó dành bú đi. Một tí nữa nếu mà con nào bú không được á, thì mình sẽ dịnh mình cho nó bú nha. Tại vì bây giờ chưa con nào bú được gành đâu. Rồi một tí nữa nó dành được vú á, thì nó sẽ ok thôi. Con mẹ này cái bụng nó vẫn còn to lắm các bạn. Nó còn 3-4 con, 4-5 con nữa là chuyện bình thường nha. Hiện tại là 12 con. Đàn heo của mình nãy giờ mình cho bú khoảng 10 phút rồi nè các bạn. Thì nó đã giành được vú và nó đã bú hết rồi nha. Đó, con nào cũng bú được hết trơn á. 12 con. Trong bụng vẫn còn heo nha các bạn, chưa hết nha. Các bạn nhớ xem hết clip xem là đàn này nó đẻ được bao nhiêu con. Các bạn thấy clip của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Đó, ăn no rồi, ngủ hết trơn rồi. Sáng nay cái đàn heo thịt này chưa có dội chuồng nữa các bạn, con nào cũng nấy như con trâu vậy nè. Đàn này thì thấy ở ngoài nó, thấy trong video nó to vậy chứ nó không có to nhiều đâu các bạn. Nó dao động từ 30 đến 60 kg thôi. Cái này là hai ba đàn mình ghép lại với nhau á chứ không phải một đàn là bao nhiêu đây đâu. 25 con thôi. Con thứ 13 ra luôn kìa các bạn. Đó, con thứ 13 nha. Để bây giờ mình lau chùi cho nó đi, rồi mình kiểm tra coi là còn con nào nữa hay không nha. Con này cũng to đó các bạn, con này to giống như con 12 vậy đó. Rồi ở đây là có một con khô thai nè các bạn. Cái con khô thai này mình bỏ ra một bên đi nha. Rồi con thứ 15 là ra nè các bạn. Các bạn thấy cái giò nó lú ra không? Để mình kéo nó tiếp ra nha. Đây con thứ 15 nè. Đó, con thứ 15 này thì cũng được các bạn. Rồi ở đây bị khô một con nữa nè các bạn. Chỗ này bị khô một con, nó là con thứ 16 nè, mình bỏ qua bên luôn. Đó, heo mình hiện tại là 16 con rồi đó. Rồi mình quay hai con nó mới vừa đẻ ra cho các bạn xem nha. Con này con thứ 13 nè, con thứ 14 là nó bị khô rồi, ra con thứ 15. Tiếp tục con thứ 16 là bị khô nha. Đó, heo mình được 16 con mà sống 14 con nha các bạn. Mấy con bên đây nó bú xong rồi nè, bây giờ mình nhốt đỡ nó bên đây đi. Cho nó ngủ bên đây đi. Rồi hai con đẻ sau này mình cho nó ở đây nha. Rồi một tí nữa thì mình cập nhật tình hình con heo này cho các bạn xem thêm. Còn nữa đó các bạn chứ chưa hết đâu, bụng nó còn nhô các bạn ơi. 16 con nha. Rồi con thứ 17 ra kìa các bạn, nó lú cái giò ra để mình tiếp kéo nó ra nha. Đó, con thứ 17 ra các bạn ơi. Con thứ 17 này cũng to lắm các bạn. Để mình lau chùi, mình xử lý nó trước đi, rồi mình kiểm tra coi còn con nào nữa hay không. Mình mới vừa chích oxytocin cho nó đó. Rồi đó các bạn, hiện tại là heo mình đẻ được 17 con các bạn. Ba con sau này mình cho nó bú rồi nè, no rồi đó. Rồi bên đây là còn 12 con nè các bạn. Thì mình thả ra cho nó bú chung luôn nha. Đó, tổng là 17 con. Chết luôn 2 con là hiện tại là heo sống là 15 con. Rồi bây giờ để mình thả 12 con kia ra. Rồi mình quay tổng thể cho các bạn xem.
Rồi 15 con mình đã thả ra chung rồi các bạn. Bây giờ các bạn kiểm đếm với mình thử coi đúng không nha. Có một con đi gợi ngoài nè, 1 nè. 2 3 4 5 6 7, con ở dưới là 8 đó. 9 10 11 12 13 14 15. Đó, tổng đàn của mình là 15 con nha các bạn. Heo bầy này đẻ nhỏ nhỏ không các bạn, không có bự đâu, có 2 3 con bự à. 1 2 3 4 5, có khoảng 6 con bự thôi, còn mấy con kia là goi goi thôi. Rồi xong một ngày làm việc hôm nay, thu hoạch được 15 con heo sống. Đó, bầy bên đây là to nè. Hồi lúc nó đẻ là có mấy con nhỏ nhỏ cũng giống như bầy này nè các bạn. Đó, bây giờ nó đều do nè, nó đâu có nhỏ đâu. Thank you.